Cát xin chào các bạn. Chào chị ạ. Ngày hôm nay thì em Cát lại quay trở lại với các bạn trong một buổi nói chuyện rất là thân mật. Thì Thanh tình cờ được biết là chị Ngọc Bích lên tái khám ngực định kỳ với em Cát sau 6 tháng. Thì em Thanh đã mời chị để tham gia cái buổi nói chuyện về cái quá trình mà chị ấy đã thực hiện dịch vụ đặt túi ngực tại em Cát như thế nào. Vâng, sau đây xin mời chị có thể giới thiệu với các bạn được biết về mình được không ạ? Chào mấy bạn, mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích và năm nay chị cũng đã 40 tuổi. Nói chung là chị cũng muốn làm ngực là cũng 1-2 năm nay rồi. Nhưng mà giống như mình chưa có để tâm đến nhiều quá. Rồi xong rồi giống như chị thích mặc những cái bộ trang phục mà giống như là hở hang rồi để mặc là đẹp. Sexy một chút. Đúng rồi. Mà như hôm nay chị em mặc một bộ rất mà mình mặc là mình thích là mình mặc, mình không cần phải suy nghĩ. Cho nên là chị mới quyết định là đi đặt túi ngực. Và trong nói chung là bạn bè xung quanh chị là rất là nhiều người là đặt túi ngực hết rồi. Mỗi người đều đặt một nơi hết. Thì mỗi người giới thiệu chỗ này chỗ kia rất là nhiều. Thì nói chung chị cũng rất phân vân, chị cũng không biết là nên chọn ở đâu là để mà là nói chung là tốt nhất cho mình. Vâng ạ. Đó thì chỉ có giống như là cho không, chị cũng không biết đến em Cát nữa. À, có giống như là một cái duyên tình cờ thôi. Có một em nó hỏi chị là chị đã quyết định làm ở đâu chưa, thì chị nói chị cũng chưa biết. Chị nói vậy thôi, chị em có mấy chị khách quen làm ngực ở trên Bắc Khiêm á, rất là đẹp. Chị thử tìm hiểu xem. Thì chị mới lên mạng chị tìm hiểu, nhưng mà chị cũng chưa quyết định là chọn ở đây. Chị là nói chung là chị có tìm hiểu kỹ lắm, chị đi tư vấn rất là nhiều nơi. Chị đến rất nhiều nơi và ở em Cát là cái nơi cuối cùng hết chị đến. Và những nơi khác chị đến, nói chung là chị đến thì chị cũng không ấn tượng gì hết. Nói chung là bác sĩ vô thì khám cho mình và chị hay hỏi là mình đặt sai máy. Chỉ bác sĩ nào chị thấy cái toàn bộ là chị nhìn bằng mắt thôi. Chỉ nhìn bằng mắt thôi và kết luận chị là em là đặt cỡ sai 280-300. Chỉ như vậy thôi. Rồi sau nói chung là chị đến em Cát là cái điểm cuối cùng hết chị đến. Thì đến đây thì chị thấy là mọi thứ đều rất là ok. Máy móc thì hiện đại và đo cái size ngực của chị bằng máy. Đó, cho nên là chị thấy ok. Nhưng mà chị nói thiệt, cái giá ở bên em so với những chỗ khác thì sẽ mắc hơn. Sẽ mắc hơn, em biết điều đó ha. Đó là chị nói thật tình luôn. Sẽ mắc hơn. Thì cái điều đó sẽ làm khách hàng mình phân vân tại sao lại mắc hơn như thế. Mắc hơn nhưng tại sao khách hàng vẫn chọn lựa để đến đây mà làm. Đó thì lần đầu chị đến là chị không gặp được bác Khiêm. Tại vì chị đến là chị không hẹn trước bác và con mổ nên chị không gặp được. Thì xong rồi giờ chị cũng đắn đo suy nghĩ cũng cả tháng á. Xong rồi chị nói thôi để chị quyết định đến lần thứ hai. Chị quay ra đây lần thứ hai để gặp bác Khiêm tư vấn. Thì gặp bác Khiêm thì bác Khiêm mới tư vấn cho chị khi mà đo ngực trên máy. Sai ngực của chị tự nhiên là đã 330. Tức là cái thể tích vô tuyến hiện có của mình là đã 330 đúng không ạ? Nếu chị làm tự nhiên giống như sai ngực hiện tại của chị bây giờ là 330. Và nếu mà chị muốn làm sexy thì sẽ là 350. Vâng ạ. Đó, bây giờ 330 là chị cảm thấy là chị rất là may mắn khi mà chị gặp được bác Kim. Từ nếu mà chị làm những chỗ khác là chỉ có 300 thôi là bây giờ nó sẽ nhỏ rồi. Tức là phù hợp với cái mong muốn của đúng mình rồi. Đúng không chị ha? Đúng rồi, chị cảm thấy chị rất là may mắn luôn. Dạ vâng. Cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc trong cái bước quá trình mà mình đầu tiên mình mới tìm hiểu về tư vấn và dịch vụ thẩm mỹ vòng 1. Để thấy được sự khác biệt như thế nào thì em và chị cùng các bạn sẽ nhìn lại hình ảnh ngực của mình trước khi tới với em Cát nha. Đây là hình ảnh ngực của chị Bích, chị Bích Ngọc đúng không ạ? Chị Ngọc Bích, vâng, em xin lỗi. Đây là tình trạng ngực của mình thì chắc chắn là bác Khiêm cũng có phân tích rồi, đó là tình trạng ngực của mình xa trễ khoảng độ 2 đúng không chị ha? Mình có khuyết cái vùng mô tuyến này rất là nhiều. Thế này thì mong muốn mặc những cái đầm sexy nó cũng khó đúng không chị ha? Nó không có khe ngực, khe ngực nó bị nhỏ. Đúng rồi. Dù mình mặc cố mặc áo nâng lên thì nó cũng không có khe ngực được. Đó. Thì trong quá trình tư vấn thì mình có chụp hình trước một cái máy gọi là máy Vectra 3D ngực đúng không chị? Đúng. Cái máy này nó phân tích hết tất cả các thông số trên ngực cho chị luôn. Bên này có bao nhiêu cc ngực và bên kia cũng vậy, rồi mình có bị xa trễ hay không. Đó, qua cái máy này thì bác Khiêm sẽ chọn cho mình những cái size túi phù hợp với mong muốn và cũng như là
cái gọi chung là cái chỉ định của chị nữa, tùy vào từng người nha các bạn. Mỗi người sẽ có một size ngực riêng, đúng chứ rồi. Không phải là mình muốn đặt size lớn thì sẽ được đặt size lớn đâu chị ha, nhưng mà lớn trong một cái giới hạn cho phép thôi. Nói chung là chị đi tư vấn ở những phòng khác xong chị đến đây, xong bây giờ chị đã làm xong thì chị rút ra được một cái kinh nghiệm cho mấy bạn làm ngực là như thế này. Mình không phải là mình muốn đặt size bao nhiêu là mình đặt, hoặc không phải bác sĩ chỉ định cho mình size bao nhiêu là bao nhiêu, mà cơ thể của mình nó là phải là do phù hợp với cơ thể của mỗi người nữa, là bác sĩ phải đo đạc bằng máy để mà chọn ra được một size ngực tốt nhất, phù hợp nhất cho mỗi cơ thể của mỗi người. Dạ đúng rồi. Vì nền ngực của mỗi người là khác nhau đúng ấy, rồi. Một tuyến nếu mà mình dòm bằng mắt thường như những bác sĩ khác đến những nơi khác chị tư vấn đó là nó sẽ không có chính xác được. Dạ vâng, vì mình thực sự là cái phẫu thuật ngực này là mình đặt làm một lần và mình sử dụng trọn đời đúng á, rồi. Đúng không ạ? Đúng. Cho nên là mình cần phải có cái sự cân nhắc kỹ. Đây quý vị có thể nhìn thấy đây là các hình ở các góc chụp trước khi mà chị Ngọc làm ngực tại MCAT. Sau khi mà qua cái máy phân tích và thảo luận với bác sĩ thì mình đã chọn được cái size túi ngực là 330 đúng không chị ha? Đó, mình đặt cân đối hai bên và mình đặt túi nano không chip đúng không chị? Đó, mình sẽ đi đường mổ là quanh quần vú đúng không chị? Chị đi quanh. Quanh quần này thì vừa có thể thu da và treo tuyến lên cho mình nữa, tại vì ngực mình có lơi xệ, nếu mà chị đặt túi không treo tuyến thì nó không có sự cân đối á chị ha. Đúng rồi, bác có treo tuyến cho chị. Dạ. Đây, đây là kết quả sau cái này là hình chắc là vừa tay chắc khoảng một tháng đây. Đúng rồi, một tháng. Dạ, một tháng tái khám đây quý vị, một tháng mà nó đã lên form rất là nhiều, nhưng mà hình như em thấy vẫn còn hơi sưng một đúng chút. Rồi, đúng rồi. Dạ. Chắc chắn là chị tư vấn viên của mình cũng nhắc nhở chị là uống nước nhiều đúng không chị? Đúng, chính xác. Dạ. Là coi như là trong 3 tháng đầu ở nhà là mỗi ngày chị uống từ 3 lít đến 4 lít nước. Dạ đúng rồi. Và cũng chỉ cho chị cái cách uống như thế nào để mà nước mình tiếp thu được, đúng chứ rồi, không chị. Phải là mình khát rồi mình mới uống. Mình phải uống lên, nếu như chung là 50 phút cứ uống một ngụm, 50 phút uống một ngụm, đúng không em? Dạ. Đúng rồi, cái này cũng Thành cũng xin lưu ý với một số bạn mà đã và đang có dự định đặt túi ngực. Đó là mình chăm sóc về ngực về sau là thứ nhất là phải mặc áo định hình đúng và đủ 3 tháng. Thứ hai là phải uống nước, mà uống nước cũng phải uống đúng cách đúng không đúng chị ha? Tức là 15-20 phút gì đó mình ngấp một ngụm, chứ không phải là cả ngày hôm đó mình quên uống rồi đến tối hôm đó mình dồn đúng, được đúng. Một lúc 1 lít là nó không có tác dụng gì cả. Với lại chị thấy ở bệnh viện của em là nó khác bao nhiêu chỗ khác, là về cái mà mình mặc áo định hình á. Dạ. Chị thấy là những chỗ nào cũng nói là chỉ mặc áo định hình một tháng thôi. Dạ vâng. Đó, rồi chỉ có riêng em Cát là các bạn nói chị là các bạn tư vấn nói là chị phải mặc áo 3 tháng. Dạ vâng. Hơi là khắt khe đúng không rồi, chị? Bác sĩ cũng dặn là mình phải mặc áo 3 tháng. Dạ. Và khi sau 3 tháng đó rồi tới bây giờ nói chung là chị ở nhà hay đi ngủ của chị cũng vẫn phải mặc áo ngực. Chỉ có thả giống như là mình chỉ thả rông những lúc mà mình đi tiệc đồ này nọ thôi, chứ các bạn đừng bao giờ có suy nghĩ là mình làm ngực rồi để mình thả rông. Dạ, và những người bạn của chị thả rông bây giờ ngực rất là xấu luôn, sợi mà nó bị bè ra hai bên, bây giờ tất cả đều nói chung có điều kiện đều muốn làm lại hết. Dạ, vâng. Đó, và chị thấy vậy nên chị rút kinh nghiệm nên chị là tuân thủ, rất là tuân thủ đúng hết những gì là bác sĩ dặn dò hết. Và mình thấy những điều tuân thủ đấy nó cũng quá là hợp lý đúng không đúng. Chị ha? Đó, cho nên là bây giờ chị rất là tự tin khi mà mặc những cái bộ đồ như thế này. Dạ, cảm ơn chị. Đây quý vị có nhìn thấy ạ, một tháng ngực, một tháng sau khi làm ngực của chị Ngọc, đây quý vị có thể nhìn thấy được sự khác biệt không ạ? Ừ. Một tháng thì chắc chắn là chị Ngọc vẫn phải mặc áo định hình rồi, mình chưa có thể mặc những cái bộ đầm sexy như thế này. Còn bây giờ là 6 tháng thì chắc chắn là chị Ngọc nó rất là tự tin rồi đúng không? 3 tháng thì nói chung là cái ngực của chị nó đã tự nhiên nó đã đẹp rồi. À vâng ạ. Vì mình theo bên em chăm sóc mình và mình cũng tuân thủ theo cái chế độ chăm sóc của bên em rất là tốt, cho nên là form ngực mình về rất là nhanh luôn á. Dạ. Có khe ngực rất là đẹp. Dạ. Thì qua đây thì chị Ngọc có thể chia sẻ một chút là cái quá trình mà sau khi mình làm xong á, mình làm xong trong phòng mổ, sau đó mình ra phòng hồi sức rồi mình ra phòng nghỉ á, thì mình có cái cảm giác là có cái cảm giác đau như là trong lúc trước khi mà mình tưởng tượng không? Nhiều bạn cứ nghĩ là ôi làm ngực chắc là đau lắm, đau chết đi sống lại luôn. Còn chị thì chị cảm thấy như thế nào? Chị có thể chia sẻ với các bạn được không? Khi mà trải nghiệm dịch vụ tại MCAT ạ. Buổi sáng mà chị đi lên phòng phẫu thuật á, thì cái bạn y tá đi theo chị có hỏi chị ơi chị có cảm thấy sợ không? Thì chị nói ôi chị nôn từ bữa tới giờ. Chị nôn làm ngực từ bữa tới giờ, tại vì chị nghĩ là giống như là chị ngủ một giấc thôi rồi chị thức tỉnh dậy là chị đã có một quần ngực đẹp rồi. Đúng cho rồi. Nên chị không có gì là sợ hết. Dạ. Đó, khi mà khi tỉnh dậy thì chị cũng không có cảm giác giống như là đau đớn nhiều quá, nói chung là mình có đau
nhưng mà trong khả năng mình chịu được. Dạ vâng. Chị cũng không có bị là tức ngực hay khó thở hay cái gì hết. Dạ. Nói chung là chị tốt hết tất cả mọi thứ. Dạ vâng. Chị ví dụ như 2-3 tiếng sau thì các bạn y tá có dặn chị là đừng có đi lại từ đi lại, nhiều khi sợ mình phòng thuốc mê mình choáng rồi này nọ, nhưng mà chị cũng không có bị chóng mặt hay cái gì đó luôn. Chị dạ tự vâng. đi lại sinh hoạt bình thường, dạ chậm vâng. chạp nhẹ nhẹ thì thôi là chị dạ được hết. Dạ vâng. À, có thể nói đây là cái khác biệt của em cát so với những cơ sở khác, tại vì bên em là dùng liều lực thuốc mê, là thuốc mê là loại tốt nhất thế giới, và chị hoàn toàn không có những cái tác dụng phụ như là buồn nôn, chóng mặt đúng và rồi, về đúng sau rồi, đúng đó rồi. Và lượng thuốc mê này chỉ phù hợp với trong cái khoảng thời gian mình làm thôi, tức là sau khi mà mình đã dứt, cái bác sĩ đã làm xong rồi á, dứt điểm rồi thì lượng thuốc mê nó sẽ không còn vào người chị nữa, cho nên là chị hồi phục rất là nhanh. Đúng rồi, cho nên là chị thấy mấy bạn chị là những lúc mà tỉnh dậy á, hay bị ói đồ này nọ nhiều lắm, ai cũng nói chị, nói lúc mà chị tỉnh về là chị mấy bạn bè có hỏi thăm, nhắn tin điện thoại thăm rồi hỏi mày ổn không rồi nọ, lát thế nào có mày cũng sẽ bị ói. Nhắn tin chị vậy, nhưng mà rồi chị trải qua một đêm rất là ok, chị dạ ngủ vâng. ngon tới sáng là chị không có những cái biểu hiện gì hết. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ. Dạ, chị cũng thích một điều em Cát, là những bạn chị là coi như là thấy không có làm những điều khác, là trước khi về chị được đi gọi đầu. Chị dạ được vâng. dắt đi gọi đầu xong rồi chị mới đi về. Dạ vâng. Đó là một điểm mà nói chung là chị thấy là ở em Cát là rất là ok, là những nơi khác là không có. Dạ vâng. Tại vì sau một cái cuộc phẫu thuật gây mê á, thì có thể là những cái chất bên em sát khuẩn lên, trước khi làm là mình phải sát khuẩn, mà chị những cái chất mình sát khuẩn trên da có thể nó bám lên tóc của chị á, làm cho chị không thấy thoải mái á. Cho nên là bên em cũng có một spa riêng để có thể chăm sóc cái nói chung là cái này cho mình là coi như là ok tới cái mức trước khi mà khách hàng đi về luôn như vậy. Dạ thì vâng. cảm thấy là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị em rất là nhiều. Vậy thì qua đây chị có gửi những cái lời động viên nào để tiếp thêm cái động lực cho các bạn mà đang nung nấu ý định là làm đẹp vòng 1, nhất là những bạn mà sau khi sinh khó vòng 1, chảy xệ và nhăn nheo rất là nhiều, thì chị có thể gửi nói chung là chị làm ngực xong rồi, chị có nói chung cũng có nhiều bạn bè biết, thậm chí có những người chị không quen biết vào inbox hỏi là coi như những bạn đó là chuẩn bị làm ngực ở em Cát. Chị cũng không biết sao biết Facebook của chị vào nhắn hỏi, và cũng chị giống như là lúc đó chị là tư vấn giống như mấy của em. Dạ chị vâng. những gì chị trải qua, nói chung là mấy bạn muốn hỏi chị, tự vì chị là người đã trải qua thì chị sẽ có những cái trả lời là coi như thật nhất, là coi như nhiều khi là mấy bạn nghĩ là đến tụi em tư vấn là nhiều khi có cái những nói những cái không có thật. Dạ đúng đó, cho nên là hỏi chị hết trải nghiệm từ lúc trước khi mổ, sau mổ, rồi sau đó như thế nào, nói chung là chị chia sẻ hết. Nói chung là nhờ chị chia sẻ động viên thì các bạn đó là như là nói chung bạn nào chị thấy cũng trước khi đi phẫu thuật cũng sợ hết, mà chị thấy đâu có gì đâu sợ. Yeah. Thấy bình thường đâu có gì đâu sợ, mà bạn nào cũng nói trời ơi tỉnh dậy có ghê lắm không, rồi có khủng khiếp lắm không, rồi nọ, chị nói không, bình thường không có gì hết. Dạ đúng đó rồi. Các bạn cứ mạnh dạn mà đi làm ngực để mình được đẹp hơn đó. Chị mà bây giờ chị thấy chị đẹp vậy, chị ước gì chị làm sớm hơn nữa để chị được đẹp sớm hơn nữa. Dạ vâng đó. Cảm ơn những chia sẻ của chị hôm nay rất là nhiều ạ. Vâng, vậy thôi, buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây để cho mình có thể tiếp tục về công việc. Và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi nói chuyện tiếp theo nha. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Em Cát xin chào các bạn. Những cái bạn nào đang có mong muốn là thẩm mỹ vòng 1, hoặc là đang muốn thẩm mỹ lại vòng 2 sau sinh, hoặc kể cả phun mặt, hoặc là hút mỡ những cái vùng ở trên cơ thể, thì có thể inbox trực tiếp tới trang hai trang, đó là trang Bệnh viện Thẩm mỹ Em Cát và trang fanpage của bác sĩ Khiêm, để chuyên viên tư vấn của Em Cát sẽ liên hệ tư vấn một cách cụ thể và rõ ràng nhất nha. Xin chào các bạn.